Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Bánh Bò Pom. Cũng lâu rồi tụi mình không có đăng những cái daily vlog ha. Thì hôm nay là bạn mình đang tập train cho bé Pomeranian được do trại của mình nhân giống ra. Thì sẵn tiện cho nên là mình quay vlog cho mọi người xem luôn nên là thế nào là một con Pom tiêu chuẩn. Mọi người thấy dáng đứng của bé này nó rất là thẳng nè, và cái tỷ lệ chân với lại cái lưng nó rất là bằng nhau, cho nên là khi mà nó đứng á, mọi người sẽ thấy là cái dáng của nó tạo là hình vuông đó. Đối với nhiều bạn á thì á, người ta sẽ nói là những bé này chân cao này nọ, nhưng mà không nha mọi người. Nếu mà đúng với tỷ lệ của Pomeranian thì nó phải là cái tỷ lệ như thế này, có nghĩa là chân và cái lưng nó phải bằng nhau và tạo lên hình vuông khi mà đứng. Và đặc biệt là tay chân của những bé như thế này thì nó rất là to. Mọi người có thể thấy rõ trong video á, là video này mình quay lúc bé này nó chỉ mới có 50 ngày tuổi thôi, nhưng mà cái độ lông bung phồng ra của cái tay chân nó đã có rất là nhiều rồi nha mọi người. Đó là cái sự khác biệt của những bé Pom chất lượng cao với những bé có giá bình dân. Và thêm một điểm đặc biệt nữa của bài Pom chất lượng cao này, đó là cái bước đi của các bé nó rất là đẹp nè. Các mọi người nhìn nó đi thì tay chân nó rất là thẳng nha. Ở video này là mình đang quay một cách tự nhiên thôi, mấy đứa nó đang chơi với là một cái bé nhỏ hơn. Mọi người thấy cái dáng đi của em nó rất là đẹp nè, tay chân nó thẳng nè, đi nó không có bị cụp chân lại hoặc là cũng không có bị đá xéo ra ngoài. Như là cái video trước mình đã nói thì cái bước chân nó thể hiện là cái khung xương nó rất tốt và ổn định, cho nên là những bé như thế này thì thường cái giá trị của nó rất là cao. Dạo này có nhiều bạn hỏi mình là giá phốc sóc thì như thế nào, và có chỗ thì bán 5-7 triệu, là có chỗ lại bán 10 mấy 20 mấy triệu. Thì mình trả lời là phốc sóc nó không có một cái giá cố định, nhưng mà theo mình á thì từ 8 triệu trở lên thì nó mới thật sự là những cái con phốc sóc thuần chủng. Đôi khi 8 triệu 10 triệu lại cũng còn bị những bé lai nữa đó mọi người. Cho nên là khi mua thì mọi người nên tìm hiểu kỹ, và mọi người đừng có nghĩ là chỗ này bán mắc chỗ kia bán rẻ. Không có ai bán mắc cũng không có ai bán rẻ cho mọi người hết. Mọi cái giá nó đều phù hợp với lại giá trị của con Pom. Và có nhiều khách á cũng buồn cười lắm mọi người, cái này mình chia sẻ cho mọi người thôi. Đối với những bé Pom mà mình báo, ví dụ như mình báo họ 15 triệu cái họ trả mình 10 triệu, họ kêu là những chỗ khác người ta bán chỉ có 8-9 triệu thôi, thì như mình nói là vậy thì các bạn cứ thử mua một bé 8-9 triệu về với như một bé 15 triệu xem sao, các bạn cứ nuôi lớn lên thì sẽ biết cái giá trị nó nằm ở đâu liền à. Hy vọng là mọi người sẽ chọn được những bé Pom như ý theo mức tài chính nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video, hẹn gặp lại mọi người ở các video sau nha, bye bye.